Vâng, Tiến Bình Dương xin chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc nhá. Hôm nay thì một buổi chiều đẹp trời. Tiến đang làm một chiếc xe này là cũng nhận lại của cửa hàng thôi. Thì chiếc xe này là chiếc xe EC155, đời có van VVA. Thì hôm nay thì cũng trên điện FI thì chắc con này cũng chẳng có gì để chia sẻ anh em nữa. Hôm nay thì Tiến xin chia sẻ anh em đến cái phần cơ khí một xíu nhá. Thì về phần cơ khí và cho anh em hiểu như thế nào là cái van VVA. Thì theo mình nghĩ thì chắc anh em cũng tìm hiểu ở trên mạng về van VVA rất nhiều rồi đúng không ạ? Thì chắc anh em cũng quá là rành rồi. Nhưng mà hôm nay thì Tiến muốn cái clip này là chia sẻ đến những anh em mà còn thực sự chưa biết nha. Đây, thì chiếc xe này là đang trong tình trạng là bị cong xú bắp. Thì Tiến đã làm lại xú bắp cho khách rồi. Và nổ máy ok rồi ha. Đấy. Rồi. Và hôm nay thì Tiến chủ đề này thì Tiến muốn làm clip này, Tiến muốn chia sẻ với các anh cũng như là để cùng giao lưu học hỏi thêm. Ở đây thì chúng ta sẽ để ý này, những cái dòng xe sử dụng van VVA là dòng EC155 R15 NVX. Rồi, vậy thì đầu tiên ta sẽ nói như này, công dụng của van VVA là để làm gì? Cái van VVA thì thực ra là nhiều anh em là theo cái tên của nhà sản xuất thôi thì gọi đó là VVA thôi. Còn theo mình nghĩ thì đơn giản hơn để cho anh em dễ hiểu. Thực ra cái van này á, bản chất của nó á, mọi người hiểu nhá. Nếu về nguyên lý á, thì cái van này bản chất nó cũng là cái van từ thôi các anh. Van từ thôi. Tức là chúng ta cấp điện 12V vào đây thì cái van này nó sẽ có xu hướng là nó đẩy ra. Nó búng ra nhá. Bây giờ hiện tại thì nó đang khi mình để tự do này thì nó sẽ đang ở trong trạng thái là hít vào. Khi mình cấp điện vào thì nó sẽ có xu hướng nó búng ra. Mọi người hiểu không ạ? Thì thực sự thì cái này nó chỉ là cái van từ thôi, không có gì cả, nó là cái van từ thôi mọi người nhớ nhá. Nó chẳng phải là cảm biến hay nó cũng chẳng phải là cái van gì ghê gớm đâu. Bản chất nó chỉ là cái van từ thôi, mọi người hiểu đơn giản đi ạ nhá. Nó là cái van từ. Khi cấp điện vào thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, khi mà mình ngắt điện thì nó sẽ theo xu hướng của cái lò xo trong cái van thiết kế này này, người ta thiết kế thì khi có lò xo thì nó sẽ đẩy tì cái van quay trở về lại vị trí ban đầu. Được chưa? Nên là mọi người đơn giản nhá. Cái van này đo kiểm thì nó sẽ có ôm này, có điện trở. Còn nếu các bạn có thể thử trực tiếp bằng cách là dí điện bình vào đây, âm dương 12V trực tiếp vào đây thì cái van sẽ có xu hướng nó búng ra anh em ha. Đó là cách kiểm tra van đơn giản đấy. Rồi, thế thì nó ứng dụng trên cái dòng này để làm gì? Thì mọi người nhìn đây ạ. Thì trên cái dòng xe này này, cái van VVA được áp dụng trên cái dòng xe NVX này, dòng da này, ví này EC155. Thì chúng ta sẽ để ý này. Nhìn bên ngoài á thì nó sẽ được trang bị ở cái lắp đầu bò. Đây. Đây là cái lắp đầu bò khi chúng ta lắp vào như thế này. Được không ạ? Đấy, cái lắp đầu bò như này. Rồi, và cái van đó thì có xu hướng đẩy vào này ha. Thì khi đẩy vào ở đây nó có một cái chốt chặn thôi, nó chỉ là một cái chốt đẩy thôi nha, nó chỉ là một cái chốt đẩy, nó không có gì ghê gớm cả. Rồi, thì cái chốt này nó sẽ nằm như thế này. Đó, và có cái phốt này phốt chống xì nhớt nha. Chống xì nhớt từ trong xì ra, được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ chúng ta quan sát kỹ một xíu nữa ở phần phía dưới này. Xin phép mọi người tiến quay em có đèn không ta? Có đèn không ta? Không còn nghiêng xem. Đây rồi, phóng to lên xíu. Rồi thì mọi người sẽ thấy này, mình đang phóng to cái clip lên một xíu thì mọi người nhìn kỹ vào đây. Đây, thì anh em sẽ để ý nhá, chúng ta nhìn thẳng vào trực diện cái đầu máy này thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái con cò này là cò đôi. Mọi người nhớ nhá, cò này gọi cò đôi nhá. Cò đôi này á, thì một con là có hai cái cò mổ. Đấy, còn một con là không có cò mổ. Thì mọi người sẽ thấy như sau này. Ở đây là cái chốt chặn này. Đấy, cái chốt chặn này nó có lò xo đàn hồi này. Đấy, thì khi chúng ta kiểm tra cũng vậy. Thực sự kiểm tra là giữa cái trục thẳng của cái con cò thấp và cò cao đây, ta đẩy vô này, nó phải nhẹ nhàng, nó có lò xo đẩy nhẹ nhàng, được chưa? Và ở đây ta sẽ thấy như sau nhé. Em lấy cái T12 em quay này cho mọi người nhìn, quay này đi. Thì khi mà chúng ta quay cái cốt cam ấy thì ta sẽ thấy như sau này. Cái con cò mà nếu chúng ta nhìn từ bên trái, bây giờ tôi đang để hướng này đúng không, thì cái con cò này tôi gọi cò ngoài nhá, cò này gọi cò trong. Đấy, mọi người nhìn vào video á thì cái cò này tôi gọi cò ngoài bên phải, còn cò bên này bên trái ha. Thì ta sẽ thấy nè, khi ở mặc định á, chúng ta quay bê tông đi, em cứ quay theo chiều này. Thì mọi người sẽ thấy như này. Đấy, mọi người sẽ thấy là sao ạ? Tức rằng, rồi được rồi, dừng lại. Thì hiện tại bây giờ đây, cái con cò này là con cò thấp. Đấy, mặc định của nó sẽ đang ăn vào cái gối cam thấp, được chưa? Gối cam thấp. Rồi, còn cái con cò cao là bên tay trái này, tức là cò bên trong này nhá, bên trong này này. Đấy, bên trong nha, là con cò cao. Thì còn cao, tức rằng là cái xe này sử dụng hai gối cam, thì trong này nó sẽ có một cái gối thấp và một gối cao. Thì chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản này này, khi mà chúng ta đi ở tốc độ thấp thì cái con cò thấp này này nó đang hoạt động ở cái gối thấp, đúng không ạ? Lúc này giữa cò thấp và cò cao, hai cái nó độc lập riêng ra, nó không chung đụng gì với nhau hết, nó riêng đập ra.
Đấy. Và cho đến khi mà chúng ta tăng tốc thì lúc này con ECM sẽ điều khiển nguồn điện âm dương vào cái van từ này. Thì lúc này cái van từ sẽ tạo một dòng điện là để kích đẩy, đúng không? Đẩy cái van từ này thì cái chốt cái của van từ nó sẽ tạo cái lực đẩy này để ép đó. Đây này, đây là hiện tại bây giờ ép này, ép nó không vào hết này. Không vào hết là vì lý do là cái gối cam của chúng ta đang ở trạng thái là nó chưa về hoàn toàn á, nó chưa về hút hoàn toàn. Nên là chúng ta ấn vô này nó sẽ bị đụng. Đấy, nó bị đụng cái thằng này. Cho đến khi mình xoay, em lại xoay tiếp đi. Xoay đi. Đây mọi người nhìn này, đó, tí nữa đi. Quay đi. Rồi ok, đó đây. Cho đến khi mà chúng ta xoay theo tới một cái tầm nào đó thì mà đoạn ở cái tầm mà giữa hai con cò nó đang song song với nhau, là ở cái chốt chặn này này, nó được song song với nhau, thì lúc này á, cái chính cái van từ này nó sẽ đẩy cái khóa chặn này. Đó, khóa chặn này nó đẩy làm cho cái con cò thấp này nó sẽ bắt vào con cò cao. Thì ngay lúc này theo xu hướng là cái con cò cao nó có hành trình sâu và nó đụng vào cái gối cam cao trước, thì lúc này nó sẽ tạo ra được một cái chu kỳ để đẩy cái hành trình này của cái số bắp nó sâu hơn, mọi người hiểu không ạ? Để nó sâu hơn, nó hút năng lượng, nó hút cái hỏa khí nhiều hơn, nó nạp hỏa khí nhiều hơn nha. Tức là khi mà mình thay đổi cái hành trình này, gọi là thay đổi hành trình hút nha. Và chức năng của cái công nghệ VVA này á, là hút cái khí nạp nhiều hơn, tức là nó sẽ thay vì ở đi ở tốc độ thấp ấy thì nó sẽ nạp nhiên liệu ít hơn. Đấy, vì lý do là cái hành trình của số bắp mở thấp hơn, mở ít hơn, cho đến khi mà tăng tốc lên thì khi mà cái khóa chặn này nó khóa hai con cò thành một, được chưa? Thì lúc này á, cái con cò cao sẽ ăn cái gối cao, thì gối cao nó sẽ đẩy cái hành trình của cái hút số bắp này sâu hơn và nó nạp nhiên liệu nhiều hơn, cho nên á, nó trở thành là cái chế độ tăng tốc ấy. Chính vì thế mà trên những dòng xe này thường thường nhà sản xuất người ta sẽ thiết kế á, là khi đi tốc độ thấp thì mặc định hai con cò này nó sẽ độc lập nhau ra, nó không có nó, tại vì van biến thiên nó chưa khóa cái chặn này thì nó đang là độc lập. Cho đến khi mà chúng ta kéo ga tăng tốc lên thì lúc này theo tua máy lớn lên thì lúc này con ECM nó điều khiển cái van và van nó khóa chặn lại thì hai con cò này thành một, thì lúc này cái con cò nạp, gọi là nạp hút ấy, hút nhiều, nó sẽ hút được nhiều và khí hơn và nó sẽ chạy tăng tốc mạnh hơn. Đấy, cho nên đây là cái cách mà nhà sản xuất người ta muốn là tăng cái tỷ số moment xoắn, tăng cái moment xoắn của động cơ lên bằng hình thức là cơ khí nha. Cho nên chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản hơn nữa thì cái cốt cam này là hai gối, nó có hai gối, một gối thấp là để đi ở trạng thái tốc độ thấp, một gối cao là để đi ở tốc độ trạng thái cao. Đấy, cho nên là chắc chắn rồi, chiếc xe này mà nếu mà khách hàng mà đi mà có xu hướng là đi hỗn, đúng không, tăng ga giảm ga đột ngột, thì chắc chắn là chiếc xe này rất là hao xăng, bởi vì lúc này nó nạp quá nhiều, mà nạp nhiên liệu nhiều thì chắc chắn nó sẽ hao xăng rồi mọi người ha. Rồi, thì cái clip này mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Thì anh em nào có thắc mắc gì nữa thì anh em có thể là comment nha. Có thể comment và bổ sung thêm những cái kinh nghiệm của anh em đã hiểu là van VVA như thế nào, thì anh em có thể bổ sung thêm nhá. Chúng ta cùng giao lưu học hỏi. Và cái đặc biệt là anh em lưu ý là ở trên mạng thì có rất là nhiều những cái mô phỏng về VVA này, mọi người có thể dễ hiểu hơn cái cách mà Tiến trình bày lúc nãy. Nhưng mà Tiến chỉ trình bày được như thế thôi. Anh em có thể xem ở trên cái clip mô phỏng ấy thì anh em sẽ thấy nó dễ hiểu hơn ha. Đấy, ok anh em ha. Anh em có thắc mắc gì không? Anh em có thắc mắc gì là nếu cái này hỏng thì sao không? Thực ra cái này hỏng chẳng sao hết á. Chẳng qua là chúng ta tăng tốc, chúng ta cảm giác cái lực máy nó không còn lực như ban đầu thôi, đúng không? Nó không có lực thôi. Chứ thực ra chúng ta bỏ cái van này đi thì vẫn chạy bình thường thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Còn các bạn khi mà hỏng các bạn muốn sửa chữa thì thực ra là bản chất của cái này thì chỉ sợ cái lò xo này nó liệt thôi. Nếu mà cái lò xo này nó liệt ấy thì xe của bạn lúc nào nó cũng ở trạng thái tăng tốc và lúc nào nó cũng hao xăng. Còn ví dụ như trường hợp là gì, cái van này nó hư, nó không đẩy thì chẳng sao, nó luôn luôn ở trạng thái là xe mình đi ở tốc độ bình thường, ok không ạ? Rồi, ai đồng tình, ai hiểu ý thì anh em có thể chia sẻ clip, có thể là comment nha, có thể là cho một hội ý cùng anh em đi. Rồi, đấy thì bây giờ cũng tối rồi, mình xin dừng clip tại đây. Anh em nào có ý kiến hay nữa thì anh em có thể comment, có thể giao lưu nha. Tiến Bình Dương xin chào và hẹn gặp lại các anh nha.